Moza Book là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay của tập đoàn công nghệ giáo dục Mozart Education của Hungary, hiện đang được ứng dụng trên 50 quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và được dịch ra 32 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, giúp học sinh thỏa sức học hỏi và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nội dung của Moza Book phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm tất cả các chủ đề như toán, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ, kỹ thuật, tin học. Điểm nổi bật nhất của Moza Book là các cảnh 3D, video thực tế, âm thanh, hình ảnh mô tả sinh động nội dung bài học, khiến học sinh thích thú, hiểu và nhớ bài tốt hơn. Moza Book còn được tích hợp phòng thí nghiệm ảo, cho phép học sinh thực hành, thực hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân của sự việc, biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tế, giúp học sinh chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, Moza Book còn có chức năng tương tác với học sinh trên lớp, chức năng giao bài tập về nhà và tự động chấm điểm, thống kê và đánh giá kết quả của từng học sinh rất nhanh, một cách rõ ràng và chính xác. Moza Book còn tích hợp sẵn nhiều công cụ trực quan và cần thiết hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng và dạy học. Đây được xem là phần mềm giúp cải thiện và hỗ trợ tối đa hầu như tất cả các công việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục mới.